Sư Dạ mô hả? Mô Phật, dạ chắc có lẽ là xưa xưa cả mình vô trễ hết, cho nên là mình tụng bài kinh Duyên Sinh trước đi, rồi thỉnh sư cả Pháp Nhiên vào Zoom. Dạ Dạ. sư, dạ sư cả của mình sẽ vô, nhưng mà vô trễ, thưa 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 cô Hà. Dạ Dạ, thưa được, sư cô. dạ Dạ, sư cô dẫn dẫn kinh cho tôi con. dạ bây giờ mình bắt đầu cho được chưa cô? Dạ, Tám giờ chưa? thưa được. Dạ mô Phật. Dạ mình cảm ơn đánh để tam bảo, xong rồi mình tụng bài kinh Duyên Sinh. Quý cô có sẵn bài kinh Duyên Sinh chưa? Dạ. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo ta sa phayavato arahato samma sambuddhassa. Avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnanam, vijnana paccaya nha nama rupang, nama rupa paccaya salayatanang, salayatana paccaya phát so, phát sa paccaya vedana, vedana paccaya tanha, tanha paccaya upadana, upadana paccaya phavo, phava bát cha già cha tỷ bát cha già cha ra ma ra năng so ca pa ri đề qua đúc kha đồ ma na su bà già sa sam pha hoàn ti e qua mê tát sa cao qua lát sa đúc khắc khàn thát sa sam mu đa dô hồ ti Awit cha ya tuệ qua a se sa vi ra ya ni ro tha sankhara ni ro tho sankhara ni ro tha vijnana ni ro tho vijnana ni ro tha nama rupa ni ro tho nama Rupa ni ro tha sa la ya ta na ni ro tho sa la ya ta na ni ro tha phát sa ni ro tho phát sa ni ro tha quê đa na ni ro tho quê đa na ni ro tha tan ha ni ro tho tan ha ni ro tha Upadana ni ro tha phava ni ro tho phava ni ro tha cha ti ni ro tho cha ti ni ro tha cha ra ma ra năng so ka pa ri đề qua đúc kha đồ ma na su bà ya sa ni ru chan ti kệ qua mê tát sa kệ qua lát sa đúc khắc khàn thát sa ni rô thô hô ti. Dạ chúng con chư ni và toàn thể Phật tử chùa Phật Pháp đang có mặt trong room thành kính đảnh lễ sư cả Pháp Nhiên, tụi con cung kính thỉnh Ngài vào room hướng dẫn chúng con buổi học hôm nay, vì sư cả của chúng con đi Phật sự chưa có về kịp, chắc Ngài sẽ vô room nhưng mà vô trễ một chút. Xin sám hối với sư cả Pháp Nhiên. À, chào các vị. Dạ mô Phật, tụi con kính đảnh lễ sư cả Pháp Nhiên. Dạ bắt đầu buổi học. Dạ dạ con kính đảnh lễ sư cả Pháp Nhiên ạ. Dạ dạ hôm nay chúng ta học tiếp về cái mấu chốt thứ hai ở trong thập nhị nhân duyên.
Không biết là các vị ở trong lớp học vị nào đang giữ host của các vị hoan hỷ gửi cái host để tôi share cái màn hình này. Dạ, thưa kính thưa sư, ngoài sư Trí Tịnh ra chúng con không không có làm không có biết làm hố sư thưa sư. Do vì không có host như vậy thì chúng thì tôi không có share cái màn hình để dạy được á, cho nên bữa nay chúng ta tôi chỉ giảng mà không có share màn hình. Dạ, thưa sư, con có online. Do vì không có share màn hình được đó, cho nên hôm nay có lẽ là chúng ta ôn lại những phần đã học. Đó là ở trong cái chuỗi duyên khởi, và trong cái chuỗi duyên khởi thì gồm có 12 cái chi phần tương quan với nhau. Cái này là nhân cho cái kia, và cái kia nó tiếp nối làm nhân cho cái mấu chốt kế tiếp. Do vì có 12 cái chi phần đó cho nên chúng ta có gọi một cách gọi tên khác về giáo lý duyên khởi hay duyên sinh, đó là thập nhị nhân duyên. Thì ở trong đây có tất cả là 12 nhân duyên. Thì đại khái như cái này để cho các vị dễ hình dung là ở trong cái bồng sinh tử rối rắm đan xen trong một cái thế giới mà chịu ảnh hưởng với nhau về nhân quả, thì trong đó vô số cái nhân và vô số cái quả. Trong giáo lý thập nhị nhân duyên thì từ từ cái chỗ rối ren của cái đời sống mà Đức Phật này, ví dụ giống như là một cái tổ kiến hay là một cái cuồng chỉ rối, hay là một cái bó cỏ mương trá rối rắm như vậy đó, thì Đức Phật này ngày đã lựa ra được cái những cái mấu chốt mà từ đó một người tu tập chúng ta có thể giải thoát khỏi cái vòng sinh tử này. Và đại khái là ở trong cái tâm của chúng sinh phàm phu ấy, thì luôn luôn có những cái truyền não, và cụ thể đó là những cái truyền não như là cái tứ lậu và chính cái dục lậu, hữu lậu, thì những cái này nó làm cho cái tâm của chúng sinh nó bị mờ ám, nó không có thấy đường đi. Nó bị mờ ám, nó không có thấy đường đi, tức là chúng sinh phàm phu sở dĩ mà luân hồi đó là do vì
tình cảm của mình. Bởi vì chúng ta không biết cái tình trạng của chúng ta đang là khổ. Bởi do đó trong khi mà chúng ta đi tìm vui như vậy đó thì cứ vô tình là đi tìm cái khổ khác. Mà ở trong cái bài kinh Thánh Cầu á, Đức Phật này nói rằng người phàm phu của chúng ta đó là trong khi mà mình bị khổ á, thì lại là mình đi tìm thêm một cái khổ khác. Và do vậy cái khổ đó nó chồng chất. Còn chư vị thánh nhân khác chúng ta ở chỗ là khi các ngài bị khổ đó, thì các ngài tìm cái gì đó để không phải khổ. Và ngài ví dụ cái khuynh hướng của một kẻ phàm phu đó, nó giống như là một con khỉ mà khi bị mắc vào một cái bẫy bằng nhựa. Ngày xưa người ta dùng cái nhựa cây để người ta làm cái mì để bắt khỉ. Và đại khái là trên cái bề mặt của cái bẫy đó, người ta trải những cái nhựa gỗ trên đó, nó giống như cái chất keo chúng ta dùng ngày hôm nay. Và ở trên cái bề mặt nhựa đó, người ta để thức ăn trên đó. Thì tập tính của loài khỉ đó thì nó vốn là ham ăn, cho nên khi mà nó đói như vậy đó thì nó gặp thức ăn thì lập tức là nó đưa tay nó bóp lấy. Và Đức Phật này nói rằng là này chỉ đi theo, khi mà con khỉ nó đưa tay vào cái bẫy nhựa để nó bóp lấy thức ăn thì cái bàn tay phải của nó dính vào trong bẫy nhựa đó. Và này chưa tỳ kheo, để giải thoát cái bàn tay đó đó thì con khỉ nó làm như thế nào? Nó đưa cái bàn tay thứ hai vào để nó giải thoát cái bàn tay kia. Nhưng mà khi mà nó đưa cái bàn tay thứ hai vào đó thì cả hai tay nó dính vào con bẫy nhựa đó. Và lần lượt để giải thoát hai cái bàn tay đó thì con khỉ nó sẽ lần lượt nó đưa hai cái chân vào trong bẫy nhựa đó. Và cuối cùng hai chân và hai tay đó, nó bị dính vào trong bẫy nhựa. Và còn một điều mà còn lại sau cùng đó, tức là cái đầu của con khỉ. Và con khỉ nó đã dùng cái đầu để nó gỡ hai tay và hai chân. Và cuối cùng cả năm phần cơ thể của con khỉ đều mắc vào cái bẫy đó. Thì nó giống như là cái kẻ phàm phu của chúng ta, là khi mà mình muốn đi tìm cái niềm vui thì bằng cách đó là như một người mà không có thấy được cái niềm vui qua mắt thì chúng ta tìm cái niềm vui qua tai, mũi, lưỡi, thân, và tất cả đó là để chúng ta thỏa mãn cho cái ý của mình. Thì nó là luôn luôn là như vậy. Và ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, là khi mà nói đến cái Đức Phật này trình bày để giúp chúng ta thấy rằng là trong cái đời sống của mình, mọi thứ nó có cái nguyên do của nó. Và do thì nó có nguyên do của nó, cho nên khi mà nó sanh lên đó, thì nó phải có cái nguyên do để nó sanh lên, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Và do vì chính vì nó sanh lên, nó có cái nhân có duyên mà nó sanh. Nên khi mà cái nhân và cái duyên đó nó không còn đó, thì nó phải diệt. Và từ đó đó, Đức Phật này đã tìm ra cái con đường giải thoát. Và cái giáo lý duyên khởi đó, là Đức Phật này tìm ra những cái mấu chốt, mà từ cái mấu chốt đó đó chúng ta có thể thức tỉnh, từ cái mấu chốt đó đó chúng ta có thể tu tập, từ cái mấu chốt đó đó chúng ta có thể cắt đứt. Và khi mà cắt đứt một cái mấu chốt này ấy, thì lần lượt các cái mấu chốt kia đó thì nó không còn nữa. Nó giống như là trong một cái giống như trong cái máy đồng hồ, do cái bánh xe này nó tác động vào bánh xe kia,
do cái bánh xe kia nó tác động bánh xe nọ, cho nên cả cái đồng hồ nó vận chuyển. Và khi mà chúng ta nối các bánh xe nó thành ra một cái vòng tròn đó, thì chúng ta không có thấy đâu là cái điểm đầu của nó. Nhưng mà tuy rằng chúng ta không có lấy ra cái điểm đầu được, nhưng mà khi mà một trong những cái mấu chốt đó, đó mà nó bị hư hỏng đi đó, thì cái chiếc đồng hồ đó nó không còn hoạt động được. Thì trong cái duyên khởi đó là nó không có mấu chốt, cái này làm duyên cho cái kia là duyên cho cái nọ, thì vô minh nó không phải lại là cái mấu chốt đầu tiên. Nhưng mà từ một cái từ cái vô minh đó, Đức Phật này chỉ ra cho chúng ta thấy rằng là cái vòng luân hồi này nó có cái căn nguyên của nó, chứ nó không phải là nó tự nhiên và có mà có. Và ở trong cái duyên vận hành đó đó, thì như vậy mà mối duyên sư ăn đi chú nó vận hành theo cái nó vận hành theo cái quy luật thấp hành của nó, chứ nó không có bị chi phối bởi bất cứ một đấng thần linh nào. Cho nên ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, ta không có thấy cái mấu chốt nào là cái có cái sự can thiệp của một đấng tạo hóa. Và ở trong cái mấu chốt duyên khởi đó, thì chúng ta cũng không có một cái mấu chốt nào mà tự nhiên mà có, mà do cái này có cho nên cái kia có, do cái này hiện hữu cho nên cái kia hiện hữu, do cái này diệt cho nên cái kia diệt. Như vậy là chúng ta khái quát về cái mấu chốt của cái giáo lý duyên khởi. Và có một điều là khi mà chúng ta nói đến cái nhân quả đó, là nó phức tạp vô cùng. Có đôi khi là nói đến cái nhân gần, có đôi khi nói đến cái nhân xa. Ví dụ giống như là chúng ta bước vào chùa, chúng ta thấy có một cái bình hoa để ở đâu đó, thì chúng ta có thể hỏi rằng là tại sao có cái bình hoa ở đây. Ai đó nói cho mình là do cô nào đó vừa cắm cho nên có cái bình hoa ở đó. Nhưng mà cũng có thể có người khác họ trả lời đó, là do vì sư trụ trì kêu cắm hoa cho nên có cái bình hoa ở đó. Rồi cũng có thể có một người khác trả lời đó, là do vì ngày mai chuẩn bị cho cái lễ cúng dường cho nên có cái bình hoa ở đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là chỉ có một cái bình hoa đơn giản thôi, mà hỏi về tại sao nó có cái bình hoa ở đó thì chúng ta có nhiều cái cách nói về cái nhân nguyên nhân của cái bình hoa ở đó. Cuốn nữa là cái cả một cái chuỗi phức tạp của cái vạn pháp vũ vi này. Thì do vậy mà đôi khi nếu mà các vị đọc kinh điển, chúng ta sẽ thắc mắc rằng tại sao có khi Đức Phật này nói nguyên do này, có khi cũng vì điều đó mà Đức Phật này nói nguyên do đó, thì nó cũng tùy theo cái nó tùy theo một cái ý nghĩa nào đó mà Đức Phật này nói đến, cho nên này kể cái nguyên do khác nhau. Chúng ta lấy lại cái hình ảnh của cái bình hoa. Khi mà đôi khi chúng ta muốn hỏi đến cái lý do là chúng ta muốn hỏi đến người nào là người cắm hoa, thì có thể là chúng ta trả lời khác. Mà chúng ta hỏi là cái động lực nào, cái nguyên do nào mà để chúng ta cắm hoa, thì có thể nó là một cái nhân khác. Ví dụ như là một người nào cắm hoa đó, thì chúng ta sẽ tìm xem ai là người cắm. Nhưng mà nguyên do nào mà cắm cái bình hoa thì có thể là do vì chùa có lễ đọc, hay là ngày mai gia đình Phật tử họ có một cái
một vị tiệc mừng sinh nhật vân vân, nó có nhiều cái lý do. Vậy thì khi mà chúng ta học về Phật pháp nói chung và đặc biệt ở đây là cái giáo lý duyên khởi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những khi mà chúng ta đọc ở trong kinh tạng cũng là giáo lý duyên khởi, nhưng mà cái chi pháp được kể khác ở trong cái vi diệu pháp. Và thật ra nó khi mà chúng ta đọc như vậy đó thì không phải là cái gì cái tạng kinh đó là dẫn một đàn vi diệu pháp là dẫn một nẻo, nhưng mà do vì nói đến các cái khía cạnh khác nhau, cho nên đôi lúc chúng ta thắc mắc rằng là tại sao giữa tạng kinh và tạng vi diệu pháp nó khác nhau. Tạng kinh thường thường là được nói đến cái điều gì đó, là một cái cách khái quát, một cái điều gì đó mà người nghe đó dễ dàng nhận biết bằng cái dễ dàng nhận biết một cách trực quan như bằng mắt, bằng tai vân vân. Còn cái tạng vi diệu pháp đó thì nói đến cái khía cạnh thực. Tôi ví dụ chẳng hạn giống như là ở trên bàn ăn, chúng ta nói rằng là cái bánh thì nó ngọt, còn cái món đồ kho này thì nó mặn. Đó là cái cách diễn đạt của tạng kinh. Còn cái diễn đạt của vi diệu pháp đó, là cái bánh nó mặn đó, là do muối, nó có muối. Cái bánh nó ngọt đó, là do nó có đường, nó ngọt. Còn cái tô đồ kho nó mặn đó, là do nó có muối nó mặn. Như vậy chúng ta thấy rằng là một bên nói là một cái bánh ngọt và cái tô đồ kho mặn, còn một bên thì nói rằng là muối mặn và đường ngọt. Thì do vì ví dụ pháp đó, nói đến một cái nói đến cái thành phần cấu tạo trong đó, còn ở tạng kinh đó, thì nói đến cái tổng quát. Cho nên nói đến cái thành phần thì cái thành phần mà làm cho cái bánh nó ngọt đó, chính là đường, chứ không phải là do bột, không phải là do các cái gia vị khác. Còn tạng kinh đó, thì nói một cách tổng quát là cái bánh nó ngọt. Bởi vì nói cái bánh nó ngọt đó, nó là một cái việc mà cái bánh ai cũng có thể thấy và ai cũng có thể ăn được, người lớn ăn cũng được, đứa bé ăn cũng được. Và nói cái bánh nó ngọt đó, thì nói như vậy đó, thì đứa bé nó cũng dễ dàng nó nhận thức được rằng đây là cái bánh nó ngọt. Còn nếu mà đứa bé nhỏ đó, mà chúng ta nói đến cái thành phần nào đó mà làm cho nên cái bánh nó ngọt, đôi khi đứa bé nó còn có thể. Và do đó khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp đó, là trong một số trường hợp đó, thì Ngài dùng những cái hình ảnh mà chúng ta gọi là những cái hình ảnh chế định. Trong một số trường hợp đó, Đức Phật Ngài dùng những cái hình ảnh đó, mà cái ngôn ngữ đó là Ngài chỉ trực tiếp cho cái pháp chân đế. À, xin ký tỉnh vào trong phòng hóa sư, trong râm hóa sư. Dạ, thưa sư, tỉnh vừa mới đáp còn tới hôm nay. Nhưng mà bây giờ sư có thể xem. Sư quan hỷ, sư gửi cái host của tôi sư. Dạ rồi, xong rồi sư. Dạ. Thấy trời sư thành ra tôi cứ nói chuyện dài dòng sau khi dạy học. Như vậy thì chúng ta trở lại cái bài học ngày hôm nay. Chúng ta học tiếp cái mấu chốt là cái mấu chốt thứ hai là cái phần
rằng là chúng ta học là do phần thứ nhất là do duyên. Vô mình thành sanh khởi. Rồi chúng ta học cái thứ hai là do hành. Do duyên hành. Do duyên hành. Thức sanh khởi. Bài kinh đồng để bài kinh chúng ta tụng hàng ngày đó là Avijja Paccaya Sankhara, đó là cái mấu chốt thứ nhất. Sankhara Paccaya Vijnana, đó là mấu chốt thứ hai. Thì hôm nay chúng ta học về Sankhara Paccaya. Sankhara Paccaya Vijnana. Sanh pháp quát tiếng. Trong cái bài kinh chúng ta tụng á, thì cái động từ sanh pháp quát tiếng là hiện tại này á, được để vào cuối cái bài kinh theo cái văn phạm Mali. Thì cái một cái động từ đó xài chung cho tất cả các cái mẫu chốt, cho nên là chúng ta chỉ tụng là Avijja Paccaya Sankhara, chứ chúng ta không cần phải là Avijja Paccaya Sankhara Sampavati, Sankhara Paccaya Vijnana Sampavati, chúng ta không cùng như vậy. Và chúng ta cứ là Avijja Paccaya Sankhara, Sankhara Paccaya Vijnana, Vijnana Paccaya Namarupa, vân vân, cho đến cuối cùng là Sampavati, dùng cái động từ số nhiều. Ở đây hành và thức, thật ra thì tôi cũng hơi do dự, không biết là nói đầy đủ hay không, hay là chúng ta nói gọn để cho các vị dễ nhớ. Thì trước hết thì chúng ta nói gọn trước, thì ở đây chúng ta thấy từ vô minh cho ra hành, rồi từ hành này cho ra thức. Như vậy đó, thì ở đây chúng ta thấy là hành nó có hai cái vai trò. Vai trò thứ nhất đó, hành đó là quả của vô minh, và thứ hai đó là hành đó là nhân của thức. Vậy thì toàn bộ trong 12 chi phần của giáo lý duyên khởi này, thì bao giờ thì cứ mỗi cái mấu chốt như vậy đó, bản thân của nó là quả của cái này, nhưng mà nó sẽ là nhân của cái kia. Thì hôm nay chúng ta học đến cái mấu chốt đó là hành đó, do duyên hành mà có mà thức sanh khởi, thì hành ngày hôm nay đó, trở thành nhân tạo cho làm cái điều kiện để có thức. Bữa trước đó, thì chúng ta học hành là quả, tức là do vì cái duyên vô minh đó, mà có hành. Ngày hôm nay đó, thì hành đó, thì lại là ở cái vai trò là nhân. Như vậy khi mà nói về do duyên vô minh đó, mà có hành đó, rồi do hành mà có thức, thì hôm nay chúng ta học đó là hành, ở đây là hành nhân. Hành này là nhân. À, thức ở đây là quả của hành. Thức là quả của hành. Và để dễ nhớ thì các vị cứ nhớ hành ở đây tức là hành động.
Các vị để vậy nhé, hành ở đây là hành động. Còn mà chúng ta học thêm á, thì chữ sankhara, chữ sankhara còn dùng trong cái nghĩa, cả hai cái nghĩa, cái nghĩa năng động và cái nghĩa thụ động. Cái chữ sankhara hay là xài trong cái nghĩa thụ động là sankhata, tức là cái hành á, nó vừa là tạo ra theo cái nghĩa năng động mà nó vừa có nghĩa là được tạo ra theo cái nghĩa thụ động. Thì vô, từ vô minh duyên cho hành á, thì khi đó hành á, trong cái nghĩa thụ động là được tạo ra, hay chúng ta nói là các cái pháp hữu vi đó, thì các cái hành đó đó cũng là cái, được dùng ở trong cái nghĩa thụ động, tức là cái gì mà được tạo ra, được duyên làm ra thì chúng ta gọi là các cái pháp hữu vi. Và hành á, thì cũng có cái nghĩa thứ hai, hay là nó là nó tạo ra cái gì đó. Như vậy thì khi mà nói hành á, thì chúng ta nhớ là nó có cái nghĩa, có cái hai cái nghĩa, cả hai cái nghĩa năng động và thụ động như vậy. Và cả cái hành và thức này á, là đều là những cái vật ngữ quen thuộc mà các vị đã học, cũng như là chúng ta học về năm uẩn thì trong đó có hành uẩn. Rồi chúng ta nói đến các cái pháp hữu vi, các cái hành là vô thường thì trong đó cũng có cái hành. Rồi nói đến cái thức thì chúng ta có nhiều cái, chúng ta có nhiều cái trường hợp để nói thức, như ở trong uẩn thì cũng có thức uẩn vân vân. Nhưng ở đây chúng tôi giống như chúng tôi lưu ý khi nãy các vị đó, là học Phật pháp hay là đặc biệt là trong cái giáo lý duyên khởi này, là khi mà chúng ta học đến cái mấu chốt nào thì chúng ta phải chú ý rằng là do vì đây là đang trình bày cái vòng tương tục của luân hồi được tác động nhau qua cái luật nhân quả, cho nên tất cả những cái, những cái chi pháp được đề cập ở trong đây đó là phải đề cập đến ở trong cái, ở trong cái giáo lý nhân quả đó. Thì để chúng ta nhờ cái điều đó mà chúng ta dễ dàng nhớ đến các cái, nhớ đến các cái chi pháp mà được kể riêng biệt. Lấy ví dụ là bây giờ chúng ta nói đến cái hành ở trong cái do duyên hành mà thức sanh khởi, thì hành đó chúng ta có nhiều cái loại hành, nhưng mà ở đây do vì chúng ta đang nói đến cái quá trình tương tục tác động qua lại tương quan giữa nhân và quả, cho nên những cái hành nào mà thứ nhất là nó phải đáp ứng được cái điều kiện, nó là cái nhân, nó là cái quả của cái vô minh, và cái thứ hai là nó phải có khả năng là nó tạo ra thức, thì chúng ta chỉ mới có lấy cái hành đó thôi, chứ phải tất cả các hành là giống như là hành uẩn thì chúng ta có cái, chúng ta có tất cả là 50 sở hữu. Và nhưng mà ở đây nó là do vì hành ở đây nó phải có cái vai trò vừa là quả của vô minh mà phải là vừa là nhân của, nhân của thức. Rồi tương tự như vậy, sau này chúng ta học đến mà thức duyên danh sắc, thì chúng ta cũng phải lấy cái thức đó nó là quả của hành và nó là nhân cho danh sắc, thì khi đó chúng ta lấy cái thức ra thì nó dễ. Thì như vậy đó, thì có nhiều loại hành, nhưng mà chúng ta chỉ nhớ rằng là cái hành nào á, mà nó tạo ra cho cái quả, cho cái quả thức được á, thì chúng ta mới kể cái hành đó. Và cụ thể ở đây đó, thì chúng ta có, chúng ta có ba cái loại hành là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Thì chúng ta kể theo cái cách hành động á, là gồm có thân hành, khẩu hành và ý hành. Bởi vì những cái hành này đó thì mới cho ra cái quả, mới cho ra cái quả thích tái tục. Rồi trở lại cái thức á, thức ở đây giống như là chúng ta nói đến cái thức ở trong thức quẩn, thì tất cả tâm á, đều kể là thức hết. Nhưng mà trong cái mấu chốt mà duyên, do duyên hành mà thức sanh khởi đó, thì ở trong cái diệu pháp đó là muốn nói đến cái nhân, cái thức nào mà nó được tác động trực tiếp bởi bảy hành, hay nói cách khác cái thức nào á, là quả của cái tâm thiện, cái tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế đó, thì
cái thức đó mới được kể. Do vậy khi mà chúng ta đọc ở trong trong kinh hay là một số nơi khác, khi mà nói đến cái hành duyên cho thức đó, thì được kể là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, vân vân, cho nên ý thức. Và chúng ta đôi khi chúng ta thấy rằng là ở đây thì trong nhiều pháp thường thường thì hay kể đến là 32 quả thức, thì chúng ta thấy là tại sao là một đằng thì kể 6 thức theo cách này, rồi một đằng thì kể theo 6 thức theo cách khác. Ở đây chúng tôi nói để sau này các vị chúng ta học, chúng ta tìm hiểu về sâu hơn, nhất là cái cách mà được trình bày ở trong cái bộ phân tích đó, thì chúng ta cũng không có thắc mắc. Thì thật ra đó, ở trong cái 6 thức này, cái 6 thức mà được kể trong kinh thì cũng là 32 cái quả, 32 cái quả thức ở trong cái diệu pháp. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì trong đó là nhãn thức á, thì chúng ta có là hai tâm nhãn thức, quả thiện và quả bất thiện. Tương tự như vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, như vậy nó là loại ngũ song thức. Rồi ý thức á, chính là 22, chính là 22 tâm quả còn lại. Như vậy thức này á, chúng ta có thể chúng ta kể nó là theo cách của tạng kinh, hay là chúng ta kể theo cách tạng vi diệu pháp. Thì dù do tạng kinh hay tạng vi diệu pháp đó, thì cũng chỉ cho 32 cái tâm quả, 32 cái tâm quả hiệp thể. Và tôi tính người nói gọn gọn để cho các vị khỏi có nói đắp, nhưng mà không được, là có vẫn có đôi khi là cái thức này nó chỉ cho cả 31 tâm, xin lỗi, chỉ cho 121 tâm, nhưng đó là cái trường hợp là tính những cái nhân xa. Thì giống như là chúng ta nói những cái nhân gần cho cái hành tác động, thì gần nhất á, mà hành tác động á, là chỉ là những cái tâm quả làm cái việc tái tục ở trong cái đời sống khác. Còn mà nếu nói xa hơn một chút á, thì là những cái tâm quả ở trong cả cái tâm quả ở trong cái thời bình nhật. Còn nói của nguyên nhân xa hơn nữa đó, thì toàn bộ cái tâm thức của chúng sinh, tức là 121 tâm. Cho nên là khi mà chúng ta thấy rằng là mỗi cái chi pháp được kể như thế này như thế kia, thì người học là chúng ta phải đặc biệt lưu ý là phải để ý xem là ở đây nhắm đến cái nhân nào và cái quả như thế nào, thì chúng ta mới không có thắc mắc rằng là tại sao khi nói cái chi pháp này có khi đề cập đến cái chi pháp khác. Và cái điều lưu ý khác ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, là khi mà vô minh làm duyên cho hành á, thì cái cách mà vô minh tác động cho hành á, nó khác với cái cách mà hành tác động cho thức. Rồi thức mà tác động cho danh sắc á, là nó cũng khác với cái cách mà hành tác động cho thức. Do vậy mà khi mà chúng ta học về cái giáo lý duyên khởi đó, là các ngài luôn luôn là dạy cùng với giáo lý duyên hệ, là bởi vì nhờ cái giáo lý duyên hệ đó, chúng ta mới dễ dàng thấy ra cái sự khác nhau giữa cái sự tác động do vô minh mà có hành, nó khác với cái sự tác động do hành mà có thức như thế nào. Tuy nhiên thì do vì giáo lý duyên khởi giáo lý duyên hệ chúng ta chưa có học, cho nên chúng ta chỉ có nói một cách khái quát thôi. Cụ thể là ví dụ giống như là chúng ta thấy rằng là vô minh á, vốn là bất thiện, cho nên khi mà tác động cho cái phi phúc hành, tức là một cái bất thiện khác á, thì nó tác động một cái theo một cái cách khác. Bởi vì vô minh và bất thiện nó cùng là bản chất với nhau, cho nên khi mà vô minh á, mà tác động cho bất thiện á, thì có thể là vô minh cùng có mặt ở đó để tác động, bởi vì nó cùng là bản chất của bất thiện. Nhưng mà khi mà vô minh cho tác động cho thiện á, tức là phúc hành và phi phúc hành á, là do vì phúc hành và phi phúc hành á, là thiện và vô minh là bất thiện, cho nên cái sự tác động của vô minh đối với hai hành còn lại mà chúng ta gọi chung là hành thiện á, là cái sự tác động đó nó khác.
và cụ thể là nó không có thể nào nó cùng có mặt để nó tác động giống như là cách nó đã tác động cho cái hành bất thiện, mà nó phải tác động ở ở cái thời điểm khác. Thì tương tự như vậy đó, là giữa hành và thức đó, thì cái duyên mà từ hành tạo ra thức đó, thì nó cũng khác hoàn toàn với từ vô minh tạo ra hành. Mà ở đây anh xin cái biểu đồ này nhé, cái biểu đồ này có những Phật tử học ở đây nói rằng cái biểu đồ này nó không có rõ, hay mà đó, nhưng các vị cố gắng thì chúng tôi cũng chưa tìm cái biểu đồ nào nó rõ hơn. Thì ở đây á, trước hết đó là nếu mà chúng ta nói cái thức á, thì đầu tiên nó là cái thức tái sanh từ cái hành, tức là những cái việc thiện và việc ác của chúng sinh làm, nó cho ra cái đời sống của chúng sinh ở một cái cảnh giới kế tiếp. Mà ở đây được diễn bài là cái thức tái tục. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà cái thức tái tục này, ví dụ như thức tái tục này là cái cõi nhân loại, và cái cõi nhân loại là cái kiếp hiện tại của chúng ta, thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái hành nào mà nó cho cái quả chúng ta tái tục ở trong cái kiếp hiện tại này ấy, thì tất nhiên cái hành đó nó thuộc về quá khứ. Chúng ta ví dụ giống như cái thức mà chúng ta đang nói, cái thức tái tục này ấy, nó là cái kiếp hiện tại, thì cái vô minh và hành mà nó tác động cho thức đó thì cái vô minh và hành đó nó thuộc về quá khứ, thuộc về kiếp quá khứ. Như vậy nói về cái thời gian thôi, thì chúng ta thấy rằng là từ vô minh mà tác động cho hành ấy, thì nếu mà nói về cái thời gian theo kiếp sống, thì vô minh tác động cho hành ấy, có thể là cái sự tác động ở trong hiện tại, là vô minh ở trong kiếp hiện tại tác động cho hành ở trong kiếp hiện tại. Nhưng mà từ hành mà tác động qua thức á, thì cái hành đó phải là thuộc về cái kiếp quá khứ, chứ không có thể mà cái hành ở trong cái kiếp hiện tại mà tác động cho cái thức ở trong kiếp hiện tại được. Thì ở trên cái biểu đồ này chúng ta thấy là có ba màu. Thì cái màu xám thì được chỉ cho cái được biểu thị cho cái quá khứ, rồi màu vàng thuộc về hiện tại, và màu nâu là chỉ cho tương lai. Ở đây chúng ta nói một cách chúng ta biểu thị một cách tương đối thôi, bởi vì khi mà chúng ta lấy thức mà ở trong cái thức này mà chúng ta lấy hiện tại đó, thì vô minh hành nó thuộc về quá khứ, nhưng mà cái thức này mà chúng ta kể vào cái thức tương lai đó, thì vô minh và hành nó sẽ trở lại hiện tại. Và cái phần này đó thì chúng ta sẽ đề cập đến sau. Đại khái là khi nói đến cái thời gian ở trong cái lý duyên khởi đó, thì chúng ta cũng lưu ý rằng là cái thời gian ở trong cái lý duyên khởi đó, nó khác với cái thời gian ở trong cái lộ trình tâm. Khi mà chúng ta học là cái lộ trình tâm, nó tất cả là nó được diễn biến liên tục và được kể ở trong cái thời điểm, trong cái kiếp hiện tại. Nhưng mà học về cái giáo lý duyên khởi đó, thì có những cái nhân đó, nó thuộc về cái quá khứ, có những cái quả đó thuộc về cái kiếp hiện tại, có những cái nhân đó thuộc hiện tại, và có những cái quả đó thuộc về tương lai. Đó là chúng ta lưu ý về cái điểm thời gian ở trong cái giáo lý duyên khởi. Và kế tiếp đó là ở trong cái giáo lý duyên khởi này á, là Đức Phật ngày trình bày cái vòng luân hồi. Và ở trong cái vòng luân hồi đó nó được tương quan với nhau qua nhân và quả. Và để hình thành cái nhân đó thì nó có một cái nhân khác. Và cái nhân khác đó có đôi khi nó là cái nghiệp tạo, và có đôi khi nó là cái phiền não tạo. Thì
ở trong cái bài học của ngày hôm nay chúng ta học cái mấu chốt về hành duyên thức đó, thì chúng ta trở lại cái mấu chốt đầu tiên, từ vô minh đó, có hành, từ hành đó, thì có thức. Các vị thấy là vô minh nó vốn là cái phiền não, và hành đó, thuộc về nghiệp. Hành là sở hữu tư ở trong bất thiện và trong cái tâm thiện hiệp thế. Nhưng ở đây nói luôn là tại sao là cái sở hữu tư ở trong thiện siêu thế không được kể, là bởi vì cái sở hữu tư ở trong thiện siêu thế đó không tạo ra cái quả tái sinh, mà ở đây là nói đến cái vòng luân hồi. Cho nên nói đến cái tâm thiện đó là chúng ta không có kể đến thiện siêu thế, bởi vì thiện siêu thế không cho cái quả tái sinh. Cho nên khi mà nói đến cái một cái sở hữu tư, cái hành đó, là không có kể cái sở hữu tư ở trong thiện siêu thế là vậy. Thì hành ở đây á, chính là nghiệp. Vô minh là phiền não, hành là nghiệp. Và 32 cái tâm quả hiệp thế này á, là quả. Như vậy thì chỉ có hai cái mấu chốt đầu tiên, từ vô minh đến thức á, thì chúng ta đã thấy ra rằng là ở đây có phiền não, ở đây có nghiệp, và ở đây có quả. Và phiền não, nghiệp và quả là ba cái mấu chốt nói gọn lại của thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên chúng ta nói nhiều đó, thì chúng ta nói có 12, và chúng ta có thêm một cái chúng ta gọi là cái tam nhân duyên. Tam nhân duyên này thì chỉ có 3 thôi. Dạ. Rồi về vẽ có vẻ. Ừ, để mình vô gọi được. Là chúng ta cũng có cái vòng luân hồi khác. Cái vòng luân hồi này là chúng ta có 3 thôi. Ừ. Có 3 thì 3 mấu chốt này chúng ta cũng dễ nhớ là phiền não, nghiệp, quả. Thì cái vòng luân hồi mà nói theo ba chi phần này á, được kể rộng ra đó, thành ra là thập nhị nhân duyên. Hôm nay tôi muốn các vị chúng ta, tôi giới thiệu các cái biểu đồ của thập nhị nhân duyên theo một cái cách khác. Các vị có thấy rõ không ạ? Dạ thưa thấy. Dạ. Đây là cái biểu đồ thập nhị nhân duyên theo cái cách của người Tây Tạng, và một số chùa Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta cũng mượn cái biểu đồ này, bởi vì cái biểu đồ này được vẽ những cái hình ảnh trực quan sinh động, mà cũng có thể là các vị dễ nhớ. Thành ra ngày hôm nay tôi nghĩ rằng cái bài biểu đồ này cũng hay. Đối với tôi cái biểu đồ này rất hay. Và ở Việt Nam á, chùa Vũ Đức á, cũng trên chánh điện thì cũng có vẽ cái biểu đồ này. Ở đây các vị Phật tử nào chúng ta có thấy cái đồ hình này chưa? Dạ, dạ thưa rồi, thưa sư. Dạ. Tôi nhớ hồi nhỏ thì tôi thấy cái hình này á, tôi hỏi mấy vị lớn, mấy vị này nói này là cái con quỷ vô thường. Con quỷ vô thường là trong các cái tên gọi chính là ở đây là cái gọi là cái vòng luân hồi, và thường thường ở trong cái bản Anh thì người ta gọi là cái sangsara wheel, vòng luân hồi.
Sansara will. Thì trước hết á, ở trong cái vòng luân hồi này á, thì chúng ta thấy rằng là được vẽ hình một cái con quỷ mà hồi nhỏ tôi được mấy ngày lớn nó là cái con quỷ vô thường. Cái con quỷ vô thường này á, nó có hai cái đặc trưng. Thứ nhất á, là ở trên đầu của nó đó, ở trên hình nó hay mờ, các vị cố gắng nhìn ở trên đầu đây nè. Ở đây nó có những cái đầu lâu. Và cái thứ hai á, là cái con quỷ này á, trên cái hình này nó vẽ như thế này, nó chưa có biểu thị rõ lắm. Nhưng mà những cái đuôi của nó, các vị nhìn thấy nó có những cái bằng, cái bằng đen như thế này đó, là thật ra không phải là nó là những cái bằng giống như là con ngựa bằng, mà cái người ta muốn vẽ đó, tức là cái đuôi của con vô quỷ vô thường này á, nó dài bất tận, là nó dài bất tận, nó dài đến mức độ là không có thấy được cái điểm cuối cùng của nó. Nhưng mà có lẽ là khi mà người họa sĩ nào đó mà người ta vẽ cái này đó, thì có thể là do vì người ta thấy là nếu mà vẽ mà dài quá đó, thì có thể là người ta không nhận ra cái đuôi, cho nên người ta để là cái đuôi này. Thế vậy mà cái con quỷ vô thường này tuy rằng là được vẽ rất là nhiều cách khác nhau, nhưng mà nó có những cái đặc trưng để chúng ta biết như vậy. Thứ nhất đó là cái đầu nó là có những cái đầu lâu, và cái thứ hai nó là cái đuôi nó là phải dài vô tận, và ở trong cái bụng của nó đó là chứa cả một cái vũ trụ này. Như vậy thì cái trên cái đồ hình này á, thì Tây Tạng họ thường dùng cái cách vẽ gọi là thăng pha. Cái chữ thăng pha này, thăng pha tức là những cái tấm đồ hình mà được vẽ lên những cái tấm vải, cũng như là một số nền văn hóa họ hay dùng những cái tấm bức họa vẽ trên tường vậy đó. Thì con quỷ vô thường này á, là ở trong bụng nó là bao gồm cả cái tam giới. Và các vị thấy rằng là hai bên phía trên á, thì gồm có mặt trăng và mặt trời. Mặt trăng đây, mặt trời đây. Mặt trăng, mặt trời đó là chỉ cho ngày và đêm. Thì ở trong cái tam giới này đó, là mỗi ngày đi qua, mỗi đêm đi qua như vậy là điều vô thường hết, là thuộc về cái pháp phủ bi. Cái gì mà do duyên tạo đó, thì cái đó đều nằm ở trong cái luật vô thường. Và ở trong cái tam giới này, từ cái cội thấp nhất cho đến cái cội cao nhất, thì tất cả đều là pháp phủ bi, đều là duyên tạo hết. Cho nên là tất cả đó đều phải là vô thường hết, không có ai thoát khỏi cái vô thường đó. Bởi vì tất cả đều nằm ở trong cái bụng con quỷ vô thường này. Cho nên thấy cái biểu đồ thập nhị nhân duyên là tại sao vẽ cái hình con quỷ là như vậy. Và ở trên đầu của con quỷ á, là cái hình của các cái đầu lâu, là dụ ý rằng tất cả đó, điểm cuối cùng của chúng sinh là cái chết. Cho nên là trong cái cõi như nào đi nữa, dù có cái tuổi thọ dài chăng nữa, nhưng mà cái cõi trời phi thượng, phi thượng xứ, thì tất cả đó là đều phải chết. Và đã là con quỷ đó rồi đó, thì nó phải xấu, nó hay nói là xấu như quỷ ấy. Nhưng mà con này không phải là chỉ có hình thù của nó xấu không, mà cái bụng dạ của nó mới là vấn đề đáng nói. Nó là cái bụng dạ của nó rất là xấu. Ở trong cái vòng tâm hình tròn này thì các vị nhìn thấy nó có ba cái con vật. Một con là con gà, một con là con rắn, và con là con heo. Thì ở trên hình này đôi khi chúng ta có những khi vẽ hay mà hoặc không rõ ràng, các vị không có thấy rõ, tôi nói cho những gì rõ. Thật ra con gà này thì đôi khi chúng ta nhìn cũng khó tưởng tượng, nghĩ ra con gà, nhưng mà đại khái là dụ ý người ta nói con gà có thể là người Tây Tạng vẽ con cần cần chẳng hạn. Nhưng mà đại khái đó là
cái con gà đó là chỉ cho tham. Bởi vì tham á thì thích tìm tòi cái này cái kia, thích bơi móc cái chỗ này chỗ nọ, và đó là cái tập tính của con gà, cho nên người ta dùng cái hình ảnh con gà chỉ cho tham. Rồi con rắn trắng á, là bản chất của con rắn á, là hãy đụng đến nó ai đạp nó là nó cắn, nó không có một cái điều độ nào khác bằng cái thái độ là sân phận, cho nên con rắn là được chỉ do cái lòng sân. Rồi con heo á, là con heo là được chỉ cho cái tánh si, là do vì con heo thì nó chỉ có ăn ngủ thôi chứ không có làm gì khác, cho nên heo chỉ cho cái si. Như vậy thì ở trong cái tâm của cái vòng tròn này, hay là ở trong cái bụng của con quỷ vô thường này, trong cái vòng luân hồi này, là chúng sinh, cái căn cội và khổ của chúng sinh là do phiền não. Mà do phiền não ở đây nói phải quá thì là do tham sân si, nói rộng là chúng ta có 12 cái bất thiện. Như vậy thì cái vòng tròn đầu tiên á, chính là cái vòng tròn đầu tiên này chính là cái vòng tròn đầu tiên này là phiền não luân hồi. Phiền não luân hồi. Rồi cái vòng tròn kế tiếp á, chúng ta thấy rằng cái vòng tròn kế tiếp á được chia làm hai, một bên trắng và một bên đen. Bên trắng á là chỉ cho những cái việc chúng sanh làm thiện, bên đen á là chỉ cho những việc chúng ta làm ác. Và ở trong cái hình này á, thì nếu mà chúng ta có thể thấy rõ thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bên trắng á, là những người đẹp mà họ ngước mặt nhìn lên, chỉ cho những người sống thiện á, thì luôn luôn người sống hạnh phúc và cái sanh thú của họ nó là đi lên. Còn mà cái ở bên nữa cái vòng đen á, là chúng sinh là cắm đầu xuống dưới và đi ở trong cái tư thế là rất là khổ, như là bò lăn lóc vân vân, và đi theo cái chiều xuống. Còn ở bên thiện là đi được cái chiều lên. Và cái vòng tròn thứ hai này chỉ cho những cái nghiệp mà chúng sinh tạo ở trong cái vòng sinh tử luân hồi này. Vậy thì từ cái căn nguyên của cái phiền não mà nó tác động cho những cái hành động của chúng sinh, trong đó có những cái hành động thiện và bất thiện. Và ở trên hình này nó là nhờ chúng ta học cái giáo lý duyên khởi này, chúng ta thấy dễ dàng thấy được cái sự liên hệ giữa cái vòng thứ nhất, tức là cái vòng tâm, và cái vòng thứ hai. Bởi vì cái vòng thứ nhất á, là chỉ cho cái phiền não, cái vòng thứ hai á, là chỉ cho những cái hành động, trong đó thiện và bất thiện. Và từ cái phiền não mà chúng ta có những cái hành động bất thiện á, là cái việc dễ hiểu tự nhiên. Nhưng mà từ cái phiền não này nó vẫn tác động cho chúng sinh làm những việc thiện, thì đó là chúng ta học ở trong tại sao mà vô minh mà vẫn có thể tác động cho những cái hành phúc hành và bất động hành. Thì như vậy cái vòng tròn thứ hai á, là chỉ cho nghiệp luân hồi. Cái vòng tròn thứ hai này nè, là chỉ cho nghiệp luân hồi. Và cái vòng tròn thứ ba đó là chỉ cho 6 cái cảnh giới tái sanh mà trong kinh hay gọi là lục đạo, tức là trời người, địa ngục, Atula, bàn sanh, ngạ quỷ. Thì cái vòng tròn thứ ba đó thì được chia làm 6.
Mà ở trên cái hình này nó thì chúng ta thấy là nó giống như là nó có năm như vậy, là bởi vì theo cái cách quan niệm của người Tây Tạng á, thì giữa chư thiên và Atula đó, thì do vì ở đây họ lấy là đó là loại Atula mà Atula thiên, cho nên cái vòng tròn này á, nó gây cái khung mà chỉ cho phần chư thiên, khung này nè, khung này đó thì thật ra là nó có hai. Các vị để ý thì các vị sẽ thấy ở đây nó có một cái đường phân cách, là cái đường phân cách nhỏ ở đây. Tuy vậy đó là do cái cây này nó che khuất, cho nên chúng ta không có thấy rõ ràng là giữa bên chư thiên và Atula. Thì cũng do vì cái cách vẽ của người Tây Tạng đó, cái cảnh giới trên cùng đó gọi là cảnh giới thiên, cái cảnh giới bên phải nó là cảnh giới thần mà chúng ta gọi là Atula đó. Thì họ do vì họ cho rằng là cái loài Atula là cái loài vốn là một cái loài hung ác, và họ thường sống với một cái tâm hận thù tranh chấp với hàng thiên chúng. Nhưng mà chúng ta thường đọc ở trong kinh, những là trong kinh tương ứng, chúng ta thỉnh thoảng chúng ta thấy rằng là có những hạng Atula, hạng phi nhân mà họ tranh chấp với đức trời địa thích vân vân đó. Tuy nhiên ở đây chúng ta có một cái điểm lưu ý là trong cái lục đạo, hay là trong cụ thể là trong cái Phật giáo nguyên thủy chúng ta đó, thì cái hạng mà chư thiên mà được vẽ ở đây, hạng thần mà được vẽ ở đây đó, thì cũng là hạng chư thiên. Mà cái hạng Atula mà chúng ta được kể trong bốn đoạn xứ đó là loại Atula khác, có hai hạng Atula chứ không phải là một. Nhưng mà trong cái hình này có lẽ là tác giả họ đồng hóa cái Atula địa và Atula thiên, cho nên họ vẽ cái hình Atula thiên đang xung đột với cái cõi trời này. Ở bên đây là cái cõi người, còn ba dưới đây đó là ở bằng sanh địa ngục bằng ngạ quỷ. Như vậy là từ cái hành động thiện và ác này đó, cho chúng sinh tái sinh ở trong sáu cái cõi được gọi là lục đạo, hay chúng ta nói rộng hơn là 31 cõi, hay mà nói hẹp hơn nữa đó là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì từ cái nghiệp luân hồi này á, nó cho ra cái quả luân hồi. Thì ba cái vòng tròn, từ cái vòng tròn tâm là tiền não luân hồi, rồi nghiệp luân hồi và quả luân hồi này, cái ba cái vòng tròn này đó, nó được vận hành trong 12 cái hình thái. Đó là cái vòng ở bên ngoài, tức là thập nhị nhân duyên. Như vậy ở trên cái hình này, dạ dạ cô Hà ơi, còn nghe được không cô Hà? Alo. Dạ thưa hết nghe sư rồi. Dạ cô cũng không có nghe được. Hay là mấy giờ rồi cô Hà, hay mình hồi hướng đi ha. Dạ thưa cô, chờ một chút xíu của sư có gì trở lại không thưa cô. Dạ. À, vì do mạng nó yếu á cô. Dạ mô Phật, dạ. Chắc phải cho yếu. Dạ. Dạ em tưởng cái máy của em.
Dạ xin chờ một lát để gọi cho sư ạ. Dạ sư. Dạ sư. Dạ nghe được. Được. Dạ bây giờ nghe được. Nghe được rồi. À các vị nghe được chưa? Dạ nghe rồi thưa sư. Dạ bạch sư con nghe dạ. Rồi ạ. À. Dạ tôi nghe rõ rồi thưa bạch sư. Tôi bị mất tiếng có lâu không các vị? Dạ chắc cũng chừng 5 phút của bạch sư cả. 5 phút. À tôi nói tới đâu rồi hả? Dạ. Thưa sư, sư nói đến vòng ngoài là cái hình thái thể hiện 12 nhân duyên đó thưa sư. Dạ, chư thiên có Atula địa, Atula thiên đó bạch sư cả. Dạ, có à, hai dạ. Hạng Atula đó, dạ. Sư tỉnh gửi lại tôi có hot không? Mấy hôm nay có tiếng nét Việt Nam nó hơi yếu. Dạ. Dạ. Sư hình như là sư đã vô trong cái host rồi mà sư. Cảm ơn. Tôi chưa có xe được sư. Không nhận chào tình sư. Dạ, được chứ sư. Được rồi sư. Dạ, được rồi. Các vị có thấy không ạ? Dạ thấy. Dạ khi nào tôi nói mà các vị không nghe hoan hỉ các vị nói cho tôi hay. Tôi không biết hồi nãy tôi dán đoạn cái đâu nhưng tôi nói lại nè. Cái vòng trong á, vòng tâm á là chỉ cho phiền não luân hồi. Dạ. Cái vòng kế tiếp đó là chỉ cho nghiệp luân hồi. Dạ. Cái vòng thứ ba đó là chỉ cho quả luân hồi. Dạ. Nãy tôi nói cái điều đó rồi phải không? Dạ phải. Và từ ba cái tiền não, nghiệp và quả này á, nó được vận hành theo 12 cách, tạo thành 12 cái mấu chốt gọi là cái thập nhị nhân duyên. Và cái biểu đồ này thì chúng ta học, chúng ta thấy là có những cái hình màu đó, có thể là các vị khó đoán, khó thấy. Cái hình này nè các vị thấy không? Bạch sư thấy ạ. Và cái hình đó trên hình mình tất nhiên là các vị thấy nhưng sẽ không rõ, là cái hình này á là chỉ cho một người mù đang chống gậy mà đi, tức là vô minh. Mà ở trong kinh nói rằng là luân hồi chúng ta giống như là người đi trong đêm tối hay là người mù như vậy đó, là có khi đi đúng đường, có khi đi lạch đường, và những khi mà may mắn mà đi đúng đường á, thì khi đó chúng ta làm thiện, và khi mà đi lạch đường đó thì chúng ta làm ác. Nhưng mà dù cho trong lúc mà chúng ta đi đúng đường, chúng ta làm thiện đó, thì cái cách làm đó cũng là cái cách làm của do vô minh tác động. Nó giống như là một người mù dù cho có bước đi đúng đường chăng nữa thì họ vẫn cứ là mù. Rồi cái hình thứ hai tôi vẽ lại cái mấu chốt vô minh để cho các vị dễ. Cái hình thứ hai này là chỉ cho hành là một người thợ gốm đang tạo ra những cái món đồ gốm. Bảy hành á là chỉ cho cái sự tác tạo, cho nên trên hình này á, người ta dùng cái hình ảnh của người thợ làm gốm. Và trong cái hình ảnh của người thợ làm gốm á cũng có một cái ý hay, là do vì gốm á vốn là một cái vật rất là dễ bể, do đó cái hành đó, những cái gì mà hành tạo ra, những cái gì mà ông thợ gốm này tạo ra, nó đều là dễ vô thường hết.
và người thợ gầm gớm này ông tạo ra cái gì? Ông tạo ra các cái đời sống của chúng sinh, ông tạo ra lục đạo, ông tạo ra là trời người, địa ngục, chúng sinh, ngạ quỷ, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái thứ ông tạo ra thì cuối cùng thì nó cũng sẽ bể thôi. Hay nói cách khác là tất cả đều nó là sẽ là vô thường. Cho nên ở trên cái biểu đồ này được vẽ hình người làm gốm. Rồi cái thứ ba là thức á. Cái thứ ba là thức. Thức á, thì được vẽ hình cái con vượn ở trên cây. Thì các vị nào chúng ta hay thường đọc kinh điển, chúng ta thấy rằng là cái tâm của mình nó được ví dụ giống như là con ngựa hay là con vượn ở trong rừng, được gọi là tâm viên ý mã. Tâm nó giống như là con vượn, cái ý nó giống như là con ngựa. Con vượn thì nó không có ở bao giờ nó ở yên hết, mà nó luôn luôn mà nó chụp cái cành, nó buông cành này, nó chụp bắt cành khác. Thì cho nên cái tâm nó được ví dụ giống như là con vượn. Do vẽ ở đây chúng ta thấy hình vẽ về cái thức ấy, thì vẽ giống như là con vượn. Hễ khi mà cái đời sống này vừa chấm dứt rồi đó, thì chúng sinh nó lập tức nó là bám víu về một cái cảnh giới khác. Thì giống như là cái con vượn khi mà nó vừa buông cái cành này rồi đó, thì nó sẽ chụp mắt cái cành khác. Cái mấu chốt thứ tư là đây là danh sắc. Từ thức mà có danh sắc, cái danh sắc này á, đang vẽ những người đang ngồi trên chiếc thuyền. Chiếc thuyền á, chỉ cho cái sắc, và người á, thì chỉ cho danh, và danh á, cùng sắc có mặt ở trong một chúng sinh để mà chúng ta có cái thân ngũ uẩn này. Thì giống như trong thân của chúng ta đó, thì chúng ta nhờ có cái thân tứ đại mà danh được nương gá, và cũng từ đó đó mà danh nó là tác động cho sắc để chúng ta vận hành, chúng ta làm việc. Thì cũng như giống như là cái hình ảnh của người ngồi trên cái chiếc thuyền, thì nhờ cái chiếc thuyền là cái phần sắc, cái phần vô tri. Nhưng mà chiếc người chèo thuyền á, vốn là một người mà chỉ cho cái danh. Và nếu mà cái danh nó mà trong một số cái điều kiện mà không có cái sắc, cũng giống như chúng ta trong một đi qua sông không có thuyền thì không có đi được. Và ở đây chúng ta có cái hình ảnh là một người chèo thuyền chỉ cho danh sắc. Rồi kế tiếp là lục nhập. Lục nhập hay là lục xứ hay là lục căn. Thì ở đây chúng ta thấy cái hình cái ngôi nhà gồm có 6 cái cửa. Lục nhập duyên cho xúc. Xúc á thì đó là cái hình ảnh của đôi nam nữ. Họ quấn quýt với nhau giống như là cái tâm của chúng ta giữa cái căn và cái cảnh, nó luôn luôn là nó tiếp xúc với nhau, giữa căn và cảnh gặp gỡ với nhau, gọi là xúc. Ở đây biểu thị cho cái hình ảnh của người nam và người nữ. Rồi cái hình kế tiếp là hình của 6, 7 là thọ. Từ xúc mà có thọ ở trên hình này đó, là cái hình vẽ của một người bị cái mũi tên bắn, chỉ cho chúng sinh là tiếp nhận cái cảm giác, cái cảm giác khi mà tác động vào cái tâm tâm sinh lý của mình. Thì cái hình ảnh mũi tên đó, thì chúng ta chỉ liên tưởng đến cái khổ thọ thôi. Nhưng mà do vì ở trong kinh á, trong cái nhìn của các vị thánh trí á, thì cái tất cả những cái cảm thọ nó đều là khổ hết. Và do vậy đó, dù là khổ thọ hay là thọ, tất cả thì đều nằm trong cái khổ. Cho nên cái hình ảnh của giống như là một người bị cái mũi tên bắn, dù cái mũi tên nó làm bằng đồng,
hay là mũi tên nó làm bằng cả cái những cái cộng loại cái sợi lông vũ của các loài chim vân vân, dùng bằng cái chất liệu nào chăng nữa thì đã là cái mũi tên mà chúng ta trúng tên đó thì nó đều đau đớn như nhau hết, không phải là cái mũi tên đẹp thì chúng ta không đau, chỉ có mũi tên xấu chúng ta mới đau, mà đẹp xấu nặng nhẹ cho nữa đã là mũi tên rồi thì luôn luôn làm cho chúng sinh khổ. Rồi cái hình ảnh kế tiếp đó là ái. Ái là chỉ cho một người mà họ đang say mê, họ thưởng thức những cái chung rượu. Rồi hình kế tiếp là ái duyên thủ. Thủ là cái hình ảnh của con khỉ, và nó cố gắng và nó giữ lấy cái trái cây mà nó vừa hái. Rồi thủ duyên cho hữu. Ở đây là một người phụ nữ, hình người phụ nữ mang thai, chỉ cho cái hữu, tức là cái từ cái sự tượng hình ở trong hữu đó đó mà cho chúng sinh có một cái đời sống kế tiếp. Và sau này chúng ta học đến cái phần hữu này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là một phần hai của cái chi hữu, cái phần nghiệp hữu, thì cái đó cũng chính là cái hành, tức là nó tạo ra một cái đời sống mới. Và cuối cùng là hành là duyên sinh, là người phụ nữ là sinh con. Và cuối cùng sau khi sinh rồi đó, thì chính vì sinh rồi cho nên ai sinh ra đời đó, thì cuối cùng đó, thì cũng sẽ phải già. Ai sinh ra rồi đó, thì cũng phải là già và chết. Đó là cái đồ hình của cái giáo lý duyên khởi. Thì ở trong cái đồ hình này đó, nó có một cái hình ảnh, nhờ cái hình ảnh trực quan này đó, thì các vị nhớ cho là trong cái giáo lý duyên khởi đó được vận hành theo ba cái hình thái luân hồi, trong đó có phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Thì ở trong cái bài học ngày hôm nay, khi mà chúng ta học về hành duyên thức đó, thì từ vô minh cho đến hành và từ hành cho đến thức, thì chúng ta có vô minh đó, là phiền não luân hồi. Phiền não này nó tác động cho cái hành, nó là nghiệp luân hồi, và hành này đó, thì nó cho thức luân hồi. Thì khi mà học về giáo lý duyên khởi thì chúng ta nhớ có cái ba luân trong giáo lý duyên khởi. Khi mà nói đến ba luân trong giáo lý duyên khởi thì chúng ta nhớ rằng là tôi nghĩ các vị đã ghi rồi, thì ba luân trong giáo lý duyên khởi là nghiệp luân hồi, quả luân hồi và phiền não luân hồi. Chúng ta còn có để ba luân mười hai thể khác ở trong cái giáo lý thứ đế. Do vậy khi nào chúng ta học về nói về ba luân mười hai thể đó, thì chúng ta phải nhớ rằng là ba luân của giáo lý thứ đế nó khác với ba luân của giáo lý duyên khởi. Đó lại là do hành mà có thức, thì khi này hành là đóng cái vai trò là nhân, chứ không phải hành là quả như là do duyên vô minh mà có hành. Và hành nhân ở đây tức là cái gì? Tức là cái nào mà nó tạo ra được cái quả tái tục, thì cái đó chính là cái hành. Thì cái hành mà tạo ra được cái quả tái tục á, trước hết nó là cái sở hữu tư. Và sở hữu tư ở đây á, là đồng nghĩa với là nghiệp. Như vậy thì trong cái mấu chốt mà nhân quả giữa hành và thức á, đây là một cái mấu chốt tương quan với nhau theo cái luật của cái nghiệp quả. Và chúng ta nhớ rằng là có nhiều cái nhân cho cái quả, có những cái nhân là do nghiệp tác động, có những cái nhân là do những cái khác tác động. Giống như chúng ta học ở trong cái giáo lý duyên khởi này, có những nhân do phiền não tác động, có những nhân do quả tác động,
vân vân. Thì nhưng mà ở trong cái hành duyên thức này thì cái nhân mà nó tác động cho thức đó, thì cái nhân nó tác động bằng cái năng lực của nghiệp. Thì cái sở hữu tư mà có thể tạo ra nghiệp được đó, chỉ là những cái sở hữu tư ở trong tâm thiện, tâm bất, trong cả tâm thiện hiệp thế và tâm bất thiện thôi. Còn cái sở hữu tư ở trong cái tâm siêu thế đó, thì sở hữu tư nó không có khả năng tạo ra cái quả tế tục. Thì sở hữu tư mà có thể tạo ra được cái quả tế tục đó, các vị nhớ rằng là hành cho ra cái 19 quả tế tục. 19 quả tế tục. Thì cái sở hữu tư á mà cho ra cái quả tế tục là cái tâm quả do cái hành nào mà thuộc về cái phi phúc hành á, hay nói cách khác là cái hành bất thiện, hành ác á, thì nó sẽ cho ra cái tâm quả gọi là cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Và chính cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện này đó là cho chúng sinh nó sanh vào các cái cõi đọa xứ. Và khi mà hành mà làm nhân cho thức á, bởi vì khi mà nói đến cái khi mà tác động cho thức trong cái thời điểm tái tục á, hành cho thức, tôi ghi lại, hành mà tác động cho cái thức tái tục, thì ở chúng ta ở đây có cái sở hữu tư bất thiện, thì nó sẽ cho ra cái là tâm quan sát và xả quả bất thiện, quan sát bất thiện. Và chính cái tâm quan sát bất thiện này đó, là nó sẽ dẫn đến đọa xứ. Nhưng mà ở đây thì lưu ý là do vì cái sở hữu tư ở trong cái tâm si phóng vật á, nó do vì cái tâm phóng vật á, là cái tâm mà nó không có kháng khích với cảnh, nó loạn động lao chao, do vậy cái quả nó cho cái quả nó cho cái quả yếu so với cái sở hữu tư ở trong các cái tâm khác. Chính vì như vậy đó mà sợ khi mà nói cái hành mà cho tạo ra cái thức tái tục á, thì nếu rồi tôi ghi lại sao cho nó rõ này, cái hành ở đây đó thì phi phúc hành, phi phúc hành mà cho ra cái thức tái tục á, thì cái phúc hành đó đó là nó phải là cái sở hữu tư trong tâm bất thiện trừ sở hữu tư trong bất thiện, trong bất thiện trừ trừ trong từ tư trong si phóng vật. Dạ, chúng ta chỉ có lưu ý cái này. Rồi hành á, rồi mà phúc hành á, phúc hành á mà tạo ra cái quả tái tục á, thì cái phúc hành đó thì chúng ta cũng trừ. Trên đây hơi khó viết, tôi đọc các vị biết luôn. Cái phúc hành á mà tạo ra cái quả tái tục, thì cái phúc hành đó là phải trừ cái tâm thiện mà tâm phi hiện thông. Hai cái tâm thông cũng là cái tâm thiện, nhưng mà hai tâm thông không có khả năng tạo ra cái quả tế tục. Tuy vậy thì nói về cái chi pháp đó thì cũng không thay đổi, vẫn là tám đại thiện, tám đại thiện và năm thiện sắc giới. Còn đối với bất động hành á, cho ra bốn cái tâm quả vô sắc, bốn cái tâm tái tục vô sắc á,
thì chi pháp không có cũng giống như là vô minh duyên thành thôi, tức là vẫn là sở hữu tư trong cái tâm thiện vô sắc giới. Thì tôi nghĩ là cái phần này là các vị chúng ta đã học rồi, chúng ta chỉ nhớ rằng là cái sở hữu tư ở trong thiện hay là trong bất thiện đó, thì sở hữu tư đó sẽ cho các cái tâm quả, và chính cái tâm quả đó được gọi ở trong cái mấu chốt là vô minh do duyên thành mà có thức. Thì ở đây chúng ta nói đến thức thì chúng ta có nói đến hai cái thời điểm, thứ nhất là thức tái tục và thứ hai là bình nhật. Và chúng ta có đây là có phúc, cái này với cái vị tự vi nha, phúc hành rồi vị phúc hành. Đây chúng ta có hành duyên thức. Hành là chúng ta tạm gọi là hành duyên thức tái tục số 1 đi. Và chúng ta có cái hai đó là hành mà tác động cho thức bình nhật. Hành tác động cho thức bình nhật. Khi mà hành tác động cho thức bình nhật á thì chúng ta cái thức đó, đó gồm có tất cả là 32 tâm, gồm tất cả là 32 tâm quả hiện thế. Và khi mà hành hành làm duyên cho thức bình nhật đó, thì đối với phi phúc hành đó, thì chúng ta lấy đủ tất cả chi pháp không trừ sở hữu tư trong tâm si phóng vật, vì sở hữu tư trong tâm si phóng vật có khả năng tạo ra cái quả bình nhật, chỉ không có tạo ra trong cái quả thái tục thôi. Cho nên ở đây vị nào mà chúng ta học mà để ý chi pháp đó, thì phải lưu ý riêng trong cái hành mà duyên thức, đặc biệt là trong duyên trong cái thức tái tục đó, thì chúng ta luôn luôn là phải trừ sở hữu tư trong si phóng vật. Còn mà nếu mà các vị nào, nhất là các vị lớn tuổi mà chúng ta cũng không có tiện để nhớ nhiều đó, thì các vị cứ chúng ta chỉ nhớ đại khái là từ do vì cái vô minh mà chúng ta không có biết được cái con đường giải thoát, cho nên chúng ta mới cái đầu tư cho đường luân hồi. Thì có người đó thì đầu tư cho cái việc làm ác, có người đó thì đầu tư cho cái việc làm thiện, và từ cái việc làm ác làm thiện đó nó mới cho những cái quả tái sanh ở trong sáu cõi hay là tam giới. Thì từ cái việc thiện việc ác mà cho ra cái thức tái sanh thì chúng ta gọi là hành duyên thức. Nếu mà các vị nào mà chúng ta nghĩ là mình cũng không có đủ cái thời gian, nó cũng giống như là mình cũng không có, mình cũng phải không có phải vận dụng quá nhiều trí nhớ đó, thì chúng ta không cần phải nhớ chi pháp nhiều, mà chúng ta chỉ nhớ như vậy để mà chúng ta có thể hiểu được phần nào cái lý duyên khởi. Vậy thì hành duyên thức đó, chính là từ những cái nghiệp, những cái hành động thiện và ác của chúng ta cho ra những cái thức tái sanh ở trong cái đời sống khác, đó là hành duyên thức. Còn những vị Phật tử nào mà chúng ta nhớ rõ chi pháp đó, thì chúng ta ghi nhớ rằng thức ở đây là cái quả thức, và có hai cái thời điểm như chúng tôi vừa thưa các vị. Chúng tôi kết thúc buổi học ở đây, chúng ta về anh chị. Chào thú, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc tri ân sư khỏe ạ. Con chư ni và chư Phật tử thành kính lĩnh lễ và tri ân sư cả. Tất nhiên kính chúc sư được nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng. Xin kính mời quý vị chúng ta hồi hướng công đức. Y đăng hô nhà tị năng hô tu sục khi ta hôn tu nhà ta yô. Y đăng mê bùi nhân nếp ba na sa pa cha yo ho to. Chào các vị. Xin kính chào toàn thể quý vị. Yeah.